à xin chào tất cả các bạn hôm nay thì mình chia sẻ các bạn uống lại cái cây quả giấy hôm nọ các bạn ơi à, trước mắt các bạn là cái cây quả giấy mà hôm nọ mình đã uống định hình cho nó cây quả giấy mà có cái tựa đề là định hình cây quả giấy trong tương lai đó các bạn thì à, hôm nay cũng cỡ một tháng hơn gì đó bố bữa nay nó ra quá trời luôn bạn thấy không bữa mình uống mình định hình nó thì có mấy nhánh le que thôi nhưng mà hôm nay thì nó lên coi các bạn thấy nó lầm sầm hết trơn đúng là qua giấy nó lên rất là nhanh các bạn thì bây giờ mình tiến hành mình cắt nó cắt những cái nhánh nó nó đâm lên quá rồi âm tụm cho nè các bạn thấy không mới có đầu hơn tháng gì đó các bạn chẳng tháng hay là hơn nữa, mình cũng không nhớ lắm mà nó lên quá trời luôn bây giờ mình mình cắt các bạn thấy giờ không có biết như thế nào mà cắt luôn nè những cái nhánh mình uống ra bây giờ nó lên lúc luôn nó lấp lại những cái nhánh những cái nhánh mình uống mình định hình hôm bữa hôm nọ đó thì các bạn nào có chưa có xem cái clip đó thì xem lại ha cái clip có tiêu đề là, là định hình cây qua giấy trong tương lai đó các bạn thì mình dự định mình uống cây qua giấy này lâu dài các bạn ơi thì bây giờ mình sau khi mình cắt nó trống ra bây giờ mình uống thêm thì à, các bạn xem video trước đó, thì các bạn cũng có nói thì mình nên cập nhật cái à, cái cây bông giấy nó lên rồi uống lại cho các bạn xem thì à, à, để lâu lâu thì mình à, cây bông giấy này nó 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 đâm lên thì mình sẽ uống à, mỗi lần uống thì mình cũng quay clip lại cho các bạn xem thì hôm nọ cũng có bạn nói với mình đó là cái bông giấy thì uống bằng dây nhôm vô thì nó chết hết thì các bạn thấy rồi đó giờ nó đâu có chết đâu nó sống nhăn nè các bạn ơi thì à, thường thường thì mình uống cây thì mình dùng dây nhôm mình uống các bạn chứ đâu có dùng cái dây gì giờ à. mà có bạn thì nói dùng dây nhôm uống chết mà mình cũng hiểu dùng cái dây gì để uống nữa thì cái cách mà uống cây ấy, thì các bạn thấy đó đã. ví dụ như cây qua giấy này nè nó rất là khó uống thì mình uống trong cái thời điểm mà bữa mình mình cũng có chia sẻ rồi đó uống cây qua giấy thì không non quá mà không già quá bạn già cũng gãy mà non cũng gãy nữa mà nó vừa vừa nó cũng gãy luôn nữa bạn đó. thì ở đây đòi hỏi cái vừa vừa này thì cái mà cái thời điểm mình uống thì nhưng mà mình uống mà khéo tay chút bạn ơi các bạn thấy mình uống là lúc nào cũng gì mình nắng từ 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 nó rồi khi mình quấn dây cũng vậy đó quấn cộng dây nó vừa phải nó vừa tới nữa các bạn cũng không nên xiết quá thành ra đối với giấy thì nó hơi khó uống như đó hôm nọ mình cũng có chia sẻ rồi nhưng mà không biết cái bạn đó nghĩ sao bạn nói mình nó là hồi nào giờ không từng uống cây gì đó thì thật sự mà nói thì các bạn cũng nhìn thấy mình đó. mình làm thì rất là nhiều các bạn nhưng ở đây mình thì không phải như mọi người khác mà làm là cái tính cách như thế nào đâu mình thì mình muốn chia sẻ ở đây cái niềm đam mê của mình đó, mình muốn trải rộng ra cho mọi người các bạn ơi để cho mọi người có cái à, cái cách chơi học hỏi lẫn nhau rồi có những cái cây chơi cho nó đẹp thôi ý mình là vậy chứ lúc bởi vì lúc nào mình cũng muốn chia sẻ hết chứ không phải mình lên đây mình dạy đời gì đâu các bạn Thành ra có bạn thì nghĩ là chắc mình lên đi mình dạy đời gì đó không có Mình không có làm vậy, mình không có dạy đời bạn ơi Thì các bạn cũng thấy bao nhiêu cái clip của mình đăng lên đó Thì mình chủ yếu là mình chỉ có muốn chia sẻ thôi Thành ra các bạn xem video thì cũng nhớ ủng hộ mình đi à, Mình có cái động lực để mình làm nhiều cái video để cho các bạn xem Rồi học hỏi lẫn nhau để có những cái cây mà chơi các bạn ơi đó thì quay lại vấn đề là cây bông giấy là nó vậy đó các bạn thấy không thì mình uống thì mình uống cái cái, cái cọng dây nhôm á các bạn để ý mình uống không mình quấn cọng dây nhôm vừa phải vừa tới các bạn à, lúc nào mình uống cọng nhôm á các bạn mình mình phải giữ cái tay ngay chân cái chỗ mình uống rồi mình mới uống tiếp thì khi mà mình uống đó, thì mình dặn cái cọng dây nhôm cho nó xoay vòng theo cái thằng bởi vì á ở đây mình dùng dây nhôm làm dùng dây hơi lớn nè các bạn thấy không? có để không mình không nên dùng dây nhỏ nữa các bạn dây lớn nó tương đương với là gần gần tương đương với cái thân á, để chi? Để khi mình uống á cái dây nó đủ lực để nó đẩy cái cây đi thì nó không có dặn cái xác quá mà vẫn uống đi được. À vấn đề nằm đâu đó các bạn. Thành ra nó không bị dợp cái 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 vỏ của cây không bị hư cái, cái thân cây. Đó thì theo mình nghĩ cái bạn nào mà nói mình nó có lẽ là cái bạn nó không không biết cái cách để mà uống á. theo mình nghĩ là vậy thì các bạn nên nghiên cứu lại đi chứ mình có cái cách mình uống thì cái bông giấy không bao giờ nó chết nha các bạn Nói khi mình uống các bạn thấy không cái tay mình lúc nào cũng giữ lại từ cái cái đoạn mình uống tới đâu mình giữ cái tay theo tới đó rồi mình quấn cái cọng nhôm quấn cho nó làm sao mà nó đi xây tròn cái thân cây đó, khi mình uống thì mình cũng dặn sắn theo chiều nó nhưng mà không sắn quá nha các bạn không có mình uống như hư, như lên sam rồi đâu các bạn ơi thành ra cái, cái 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 dây mình uống làm sao bảo đảm cho cái dây nó đừng có quấn chặt siết chặt quá vô cái thân của cái cây thì ok các bạn đó, thành ra mình khi mà mình uống cây thì cũng uh, chia sẻ các bạn là những cái cây mà nó khó uống thì mình làm kỹ chút à những cái cây mà nó uh, thăng nó cứng cát nó 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 không có dẻo thì mình nên làm kỹ chút thôi chỉ có vậy thôi đơn giản vậy là được thôi các bạn chứ không có gì khó khăn hết trơn á rất là dễ mình nghĩ nó rất là dễ <laughs> nó dễ lắm các bạn ơi chứ không gì khó ở đây hết trơn á còn nếu mà nói về uống cây ấy, thì chỉ dùng dây nhôm thôi cái dây nhôm là cái dây mà mình dễ uống nhất chứ không có còn cái dây nào nữa hết trơn á Đó, còn à, nếu mà nói về uống cây thì cái cây bonsai mình uống ra thì cái cây nào cũng vậy thôi cây nào cũng phải uống hết trơn á nó mới đẹp được mà mặt mặc dù là mình cái cách giật thì nó đẹp hơn nhưng mà ở trong cách giật thì cũng phải có 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 đoạn mình uống nữa bạn nó mới nó mới ra được cái cây nó mới nhanh được còn ví dụ mà mình cắt giật không thì không biết đợi nào mới thành cái cây các bạn ơi thì ở đây mình cũng có cắt giật nè các bạn thấy không hôm nọ mình uống những cái tay cành ra này dưới cành này nè các bạn thấy không bây giờ mình mới cắt lại nè hôm nọ là mình uống nó dài ngằng ngay là mình để luôn rồi bữa nay nó đâm những cái tay này ra thì mình cắt những cái chỗ mình uống nó, nó, nó đâm thì mình cắt nè chỗ này cái dấu này các bạn thấy không mình cắt đi thì nó đâm ra những nhánh này nè mình bây giờ mình cắt bỏ đi mình uống những nhánh này ra tiếp nó nữa thì nó có những cái nọ đoạn cong Nó là, là đẹp rồi thứ hai nó là nó dót cây nữa các bạn từ trong ra ngoài lớn rồi tới nhỏ thì cái cây bông giấy này hôm nọ mình cũng có chia sẻ với bạn rồi cái này là cái ý tưởng này ở à, cái chỗ này nè chỗ này các bạn nhìn lại nè chỗ đó là cái chỗ nãy mình mới cắt đó. cắt nó còn thường miếng giờ mình cắt bỏ nữa đó thì hôm nọ mình xả nó ra nó lên lớn thì nó từ đây nó đâm đến tới đây phải làm cách gọi là cách giật nghe nó đó, đó các bạn thì cái ý tưởng của mình đó là uống cây bông giấy này thành một cái cây nó có cái dáng là nó có một cái tay một cái tay cành buông xuống các bạn cái tay cành đó là cái 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 tay cành chủ đạo của cái cái cái, cái, cái cây bông giấy này còn tất cả những tay khác thì mình cũng có cành buông xuống mà cũng có cành ngang ra thì nó nhiều cành nó khác nhau thì ý tưởng của mình đưa ra thì mình có thể nói hôm bữa hôm nọ mình có chia sẻ bạn là có thể các bạn không nhìn thấy được thì các bạn nếu mà thích cái cách của mình uống thì các bạn cứ xem mình à, có thời gian thì cũng khoảng một tháng mình uống lại một lần thôi Thì cho đến khi cái cây này thành phẩm thì mình cũng dự định cái cây này thành phẩm là khoảng một năm các bạn thì khoảng mâm một năm mình nó mình nậm đây mình uống xong thì mình đưa nó lên một cái mâm luôn mình làm một cái tiểu cảnh luôn các bạn, đó cái ý tưởng của mình là như vậy. thành ra nếu mà các bạn nào thích thì đăng ký kênh và theo dõi cái kênh của mình để à, à, xem cái cách của mình uống, coi cái cây này nó thành phẩm như thế nào các bạn. thì à, thường thường mình chế cây á nó cũng có những cái cây mà mình bắt buộc mình phải chờ đợi rồi phải có thời gian bạn ơi thì nó mới đẹp được chứ ví dụ như mấy hôm nọ mình uống nhanh nhanh cho các bạn xem nó cái đó là những cái mà mà mình uống cho các bạn xem cho nó nhất thời thôi cho nó xem cho nó cho nó rút ngắn thời gian thôi cái thực sự cái cây thì phải có thời gian nó mới đẹp được các bạn nói thì sau khi mình định hình lại thêm một lần nữa là nó vậy nữa bạn nó nhánh nó cũng hơi ôm tầm chút rồi đó thì để một thời gian sau mình uống nữa thì mình quay lại cho các bạn xem thì các bạn xem video cũng nhớ góp ý kiến cho mình ha mình lúc nào cũng cố gắng lắng nghe ý kiến của các bạn hết thì các bạn xem video cũng nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh của mình ha ở đây là cái cành dê nè các bạn cái cành này là cái cành chủ lực của cái cây này nè nó để sau này mình uống cái cành dê này cho thật là đẹp cho các bạn xem còn bên đây là một cành bay nữa các bạn đó, cành này nó bay ra sau này thì mình sẽ làm cái tiểu cảnh theo cái chậu thuộc cái chiều ngang của bên đó đó các bạn đó, các bạn nhìn thấy không những cái chỗ mà mình uống đó, nó bị khuyết nè bạn thấy không đó là do là do mình xả cái nhánh đầu ra cho nó lớn nên ra nó khuyết chỗ đây nè bông cháy nó vẫn khuyết nha các bạn chứ nó đâu có bị hư gì đâu mình uống nó, nó xuống nó vẫn khuyết vô rồi nó vẫn liền lại các bạn rồi à, mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Mình xin chào và hẹn lại những video tiếp theo. Rồi, xin chào.